Phục mệnh đế đình, gia uy sát quỷ chúa tình, thanh gia hồi giám sát quyền cai trên thượng ngàn, quan giám sát quyền cai thanh gia hồi thái tử đệ tam thịnh mời quan thái tử đệ tam hùng binh binh đi quan cổ lành ra ý cơ diệu quang minh minh chứng lên trung ngã tích tăng cung giảng kỳ phục hoàng thân cận phật thành thánh chúa tiên trung trung vương áo ngự dâng lên khăn
trầu áo ngự dâng lên quan vị tấu đôi chép biên dành dành phi cho trường sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đại chúng chính ai đại xích đăng 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 cho chi lành giang ý danh quá lớn dày ta khắp vùng tương mạnh 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 hùng khác lạ hình dung long long bóng 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 cả giữa long long đầu hồ đầu dị thường là hồng chính vị tôn quan cổ chiêu vẫn nước tướng điều nguy biên điều linh sóng biển sức sôi tôn quan ra sức phù đời gương thiêng xuất chợt dẹp loài cuồng sâm truyền thủy binh các ngà tiên công bộ kinh kỳ ba tiên quân hòa cùng hiểu lệnh giáp vòng cổ vi quân xâm lược tức thì tàn tạc thiên pháp hùng anh đường là quốc sĩ vô song chỗ tài sinh trần đại phong lệnh lừng đuổi con sư về rừng tàu ta chân gian xin vi tướng tử vi thần lành lành ra tử tích xích đằng đằng kỳ công họ khang an lành mãi thuyền nam nổi dòng xinh hồ quân trèo du lịch một phương có phen tuần thủ sông thương trở về tỉnh băng quê dương lục đầu khắp sông dầu sông cầu sông tháp khi lên gành xuống vui chơi thuyền dầu sắp mai trèo bơi dọc ngã tuần lành là đời đi về thành ra
đi đình tốt qua, phục mệnh đi đình.